ở bãi những cái đề gì đó các bạn. Khách nào mua đề liên hệ mình nhé, củ đề. Củ đề với củ phát này, củ phát tháo trong máy ra các bạn, nhưng mình không biết cách xài nhé. Cái này biết cách xài lụm về bác cũng được, ta lụm đại một cục đó. Các bạn nhìn củ đề này các bạn, củ này nhỏ nhỏ vậy thôi nha, mà nhìn cái tem nè, 24V nha, 4.5kW các bạn. Còn củ này còn đẹp nè, ở đây họ đã mấy cái máy ra các bạn. Không thấy tem các bạn, mà củ này đẹp ghê. Nhà cũ này 24V, 45kW. Dây nhợi quá trời, mình không biết cách xài. Này các bạn, cũ này nè, các bạn nhìn nè, 7.5kW nha. Mấy củ đề nó công suất cao lắm các bạn, 24V nè. Hàng Nippon nè, nó đề một cái là lên là ấy nha, máy mới chạy nổi. Cái máy nó rất là nặng. Này củ đề này các bạn. Này khách nào muốn mua về chế cháo thì liên hệ mình nhé. 24V nè. 12 cũng có, 24 cũng có nha. Cũng mới tháo ra. Này đề